Hôm nay là Chủ nhật lễ vọng thứ tư Cũng là ngày hội đồng thường niên của chúng ta để bầu cử tăng ban chấp hành Và chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa với tựa đề là Phục vụ tha nhân vì yêu Thiên Chúa Trong thư Hebrew chương thứ 9 thì câu Xin lỗi thưa với chương thứ 6 câu 9 đến câu thứ 12 Xin chúng ta cùng theo dõi lời của Chúa thưa anh em yêu dấu dù nói thế nhưng chúng tôi vẫn tin chắc về những việc tốt hơn từ nơi anh em là những việc đi chung với sự cứu rỗi vì đức chúa trời không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh ngài khi phục vụ các thánh đồ và vẫn còn đang phục vụ nữa nhưng chúng tôi mong ước rằng mỗi người trong anh em cứ bày tỏ lòng nhiệt thành như vậy để giữ vững niềm tin, niềm hy vọng cho đến cuối cùng. Để nỗi anh em không lười biếng nhưng cứ bắt chước những người bởi đức tin và lòng kiên nhẫn mà hưởng được lời hứa. Kính lời Đức Chúa Trời là cha chí thánh của chúng con. Chúng con đến với lời của Chúa sáng hôm nay. Xin Chúa phán dạy cho chúng con qua lời của Ngài. Xin cha cai trị trong thời giờ này để những lời nói của môi miệng con và suy suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau được đẹp ý cha Xin đổ đầy chúng con với linh ân năng lực. Xin đổ đầy chúng con với thần linh của Chúa Giêsu Christ. Xin đổ đầy chúng con với tình yêu thương của Cha để chúng con có thể thực hiện được lời Cha dạy cho chúng con sau hôm nay. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, chúng ta thường có cái khuynh hướng đánh mất cái sự tập trung cùng một lúc vào sự thờ phượng chúa và phục vụ người thế mà khi chúng ta quá tập trung vào sự thờ phượng chúa thì chúng ta không có bén nhạy trước cái sự trước nhu cầu của những người khác ngược lại có những lúc chúng ta quá tập trung vào việc chăm sóc người ta mà quên đi hay là thiếu sự chăm lo thờ phượng chúa và hôm nay qua thơ Hebrew chương thứ sáu xin Chúa cho chúng ta có được cái sự hiểu đúng về vấn đề thờ phượng Chúa và phục vụ người. Câu thứ 10 thì nói rằng vì Đức Chúa Trời không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ và vẫn còn đang phục vụ nữa. Qua câu này chúng ta thấy cái động cơ của sự phục vụ. Chúng ta cũng hiểu được cái đối tượng của sự phục vụ thấy được cái tác động của sự phục vụ và sự Chúa khích lệ chúng ta ở trong sự phục vụ. Trước hết, chúng ta thấy động cơ của sự phục vụ là để bày tỏ ra lòng yêu kính Chúa. Đó là cái động cơ. Vì lòng yêu kính Chúa mà chúng ta phục vụ những người khác. Động cơ phục vụ là lòng yêu kính Chúa. Câu 10 phần B nói rằng Công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh Ngài. Đức Chúa Giêsu gắn liền cái sự yêu kính Đức Chúa Trời với cái sự yêu thương người khác khi Ngài trả lời cho một luật gia thuộc phái Pharisee của người Do Thái ở trong Matthew đoạn 22 câu 35 đến 40. Như thế này, thưa thầy, người luật gia hỏi là thưa thầy trong luật pháp điều răn nào quan trọng nhất? Và Chúa trả lời, Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời người. Còn ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy, ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Tất cả luật pháp và lời tuyên tri đều tùy thuộc vào hai điều này. Có lúc những người mà chúng ta phục vụ họ sẽ biết ơn chúng ta và cảm ơn chúng ta nhưng có những lúc khác chúng ta phục vụ họ nhưng họ không hài lòng không chịu không những không biết ơn mà còn chỉ trích phê bình nữa hay là có lắm lúc cũng là gọi là lấy ơn cả oán mình đã cố gắng hết sức để bày tỏ tình yêu thương giúp đỡ không những chỉ trích phê bình mà có nhiều khi lại là đạt... Và phản ngược lại chính mình nữa. Uhm, nếu cái động cơ chính yếu để mà chúng ta phục vụ Chúa vì lòng yêu thương người, thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thất vọng và nản lòng. Những người từng hầu việc Chúa đều kinh nghiệm được điều này. Mình đã cố gắng hết sức để mà lo cho một cái chương trình gì đó, nhưng mà thay vì nhận được lời cảm ơn thì phê bình sao mà thiếu cái này thay, à, sao mà à, làm hỏng chỗ kia à, chúng ta biết điều đó làm cho chúng ta thất vọng và nản lòng nhưng nếu động cơ phục vụ của chúng ta vì lòng yêu mến chúa vì để bày tỏ ra tình yêu thương của chúa thì tình yêu của chúa không bao giờ tàn phai và chúng ta sẽ không bao giờ bị thất vọng vì chúa yêu ai thì yêu cho đến cuối cùng vì Ngài yêu chúng ta với tình yêu tuyệt đỉnh Giang đồng 13 câu 1 Lòng yêu mến Chúa của quý vị liên quan như thế nào Đến sự phục vụ của quý vị dành cho anh chị em ở trong Chúa Có phải động lực thúc đẩy quý vị phục vụ Chúa Là vì quý vị yêu mến danh Chúa Và những người mang danh Ngài không? Hay là động cơ thúc đẩy quý vị phục vụ Là vì quý vị mong muốn danh Chúa được cả sáng cái nào? Động, động lực nào khiến cho quý vị phục vụ Chúa, yêu mến danh Chúa và mong muốn danh Chúa được cả sáng? Xin lỗi, yêu mến danh Chúa hay là muốn danh Chúa được cả sáng? Quý vị sẽ trả lời là cả hai. <laughs> dạ, cả hai, dạ, đúng vậy. Vì chúng ta yêu mến danh Chúa cho nên chúng ta phục vụ anh chị em ở trong Chúa là những người mang danh của Chúa. Chúa hứa như thế này ở trong Matthew đoạn 10 câu 42 Chúa nói rằng ai cho một trong những người bé mọn này chỉ một ly nước lạnh vì người ấy là môn đồ của ta. Thật ta bảo các con người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Vì người đó là môn đệ của Chúa, vì chúng ta yêu mến danh Chúa, yêu mến những người thuộc về danh của Chúa mà chúng ta cho họ chỉ có một ly nước lạnh thôi thì Chúa nói rằng người Chúng ta sẽ không mất phần thưởng của chúng ta đâu Như vậy chúng ta làm việc đó không phải vì chúng ta có cái tình yêu thương dành cho người đó Ô tôi là người thương hay thương người cho nên tôi giúp đỡ cho những người nghèo khó Nhưng làm vì cớ Chúa đặt để tình yêu thương vì cớ với, với tình yêu thương của Chúa Chứ không phải vì tình yêu thương của mình Chúng ta mong muốn danh Chúa được cả sáng Nên chúng ta cậy sức Chúa để làm công việc Chúa Tôi xin lặp lại, chúng ta vì mong muốn danh Chúa được cả sáng cho nên chúng ta cậy sức Chúa để làm công việc Chúa. Phi rơi nhất đoạn 4 câu 11 nói rằng nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng gì? Bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu mà chúng ta làm một điều gì đó mà người ta thấy được cái tình yêu thương của Chúa, mà người ta thấy được sự nhân từ của Chúa, thấy được sự công chính của Chúa, sự công bằng của Chúa, thì chúng ta làm sáng nhân Chúa. Còn nếu mà chúng ta làm gì đó để được người ta khen, ồ ông này tốt, ông này giỏi, ông này hay, ông này có lòng thương người, thì chúng ta um, phục vụ chính chúng ta mà không phải làm việc với lại sức lực của Chúa. Chúng ta chỉ làm để được cái tiếng khen cho chính mình, để được người ta tôn trọng mình hoặc là để làm thỏa mãn cái sở thích của mình, oh, mình làm như vậy tại vì mình thích, hay là để tìm được cái niềm vui cho chính mình. Nhưng chúng ta làm là vì sự vinh hiển của Chúa, vì sự vinh hiển của Chúa. Nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Giêsu Christ. Ở trong Hebrew chương thứ 10 mà có được chép ở phía trước của tờ chương trình đây. À, xin chúng ta cùng đọc chung với nhau một lần. Vì Đức Chúa trời không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ và vẫn còn đang phục vụ nữa. Cái cụm từ công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh Ngài. Nói lên những hành động yêu thương Mà quý vị thực hiện Để chứng minh hay chứng tỏ Lòng kính yêu Chúa Của quý vị đối với Chúa Đối với danh Chúa Tức là đối với chính Chúa Chúng ta kính yêu danh Chúa Là chúng ta kính yêu cái điều Mà Chúa đã bày tỏ ra Về bản tánh của Ngài Tức là chính Ngài Và những hành động yêu thương Để chứng tỏ tình yêu của Chúa Bao gồm những điều gì Bao gồm việc phục vụ dành cho anh chị em nhưng mà không phải chỉ là việc đó thôi mà những hành động mà chúng ta bày tỏ lòng yêu kính Chúa nữa những hành động để bày tỏ lòng yêu kính Chúa là tất cả các hoạt động của một tín hữu Chúa cứ thế và quý vị bày tỏ lòng yêu kính Chúa bằng cách nào bằng cách nào có lẽ quý vị bày tỏ lòng yêu kính Chúa bằng cách ghi nhớ và làm theo lời Chúa đúng không hãy mình ghi nhớ lời chúa và làm theo lời ngài đó là một cách để chúng ta bày tỏ lòng yêu kính chúa một đứa con ghi nhớ những lời cha mẹ dạy và làm theo lời cha mẹ dạy là đứa con yêu bày tỏ ra cái lòng yêu thương yêu kính đối với cha mẹ mình chúng ta bày tỏ lòng yêu kính chúa bằng cách ghi nhớ và làm theo lời chúa dạy rồi chúng ta làm gì nữa chúng ta tương giao gần gũi với chúa đó là cách để chúng ta bày tỏ lòng yêu thương nếu một đứa con mà nó không thèm nói chuyện với cha mẹ Không có tâm sự chia sẻ với cha mẹ cả Và không muốn nói chuyện với cha mẹ nữa Chỉ đi học về trốn vô trong phòng thách với bạn bè Rồi không không có một cái sự tương giao vì với cha mẹ Thì nó nói là con thương mẹ nhiều lắm Con thương ba nhiều lắm Hỏi thương ở chỗ nào đây là chúng ta nếu chúng ta nói rằng chúng ta yêu Chúa chúng ta bày tỏ bằng cách là chúng ta có thi giờ để tương giao với Chúa chúng ta gần gũi với Chúa rồi chúng ta yêu kính Chúa bằng cách chúng ta hát lên để tôn vinh danh của Chúa bày tỏ ra lòng biết ơn Chúa dâng lời tạ ơn Chúa chúng ta cầu nguyện để danh Chúa được cả sáng nước Chúa được đến và ý Chúa được nên đó là cách chúng ta bày tỏ lòng biết uh, kính yêu lời danh của Chúa chúng ta hết lòng sùng kính Chúa Chúng ta thuộc về ân lành của Chúa cho những người khác Đó là cách để chúng ta bày tỏ ra tình yêu của Chúa Chúng ta nói cho người khác biết về bản tránh của Đức Chúa Trời Qua công cuộc sáng tạo của Ngài Qua công cuộc cứu rỗi của Ngài Điều Ngài đã thực hiện ở trong Đức Chúa Jesus Christ Và chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa Khi chúng ta đưa giác tội nhân trở về cùng Chúa Và nhiên nhiên những hành động phục vụ Chúa Dành cho các anh chị em ở trong Chúa Đó là những điều mà chúng ta làm mà bày tỏ ra lòng kính yêu của chúng ta đối với Chúa. Khi chúng ta làm điều đó với một người nào trong những người thấp hèn nhất thì Chúa nói rằng là đã làm điều đó cho chính ta. Những người được bầu vào trong ban chấp hành của hội thánh hoặc là trong các ban ngành ở trong hội thánh hoặc giữ một cái vai trò nào đó trưởng ban thờ phượng, trưởng ban cầu nguyện hay là phối trí viên chăm sóc của một cái nhóm tình thân thì như đó làm cuộc đó thực thi cái công tác của mình vì lòng yêu mến Chúa. Những người đó là những người dẫn đầu ở trong sự phục vụ Chúa vì lòng yêu kính Chúa và mọi người khác trong hội thánh cũng góp phần trong sự hầu vị Chúa. Vậy quý vị thấy không? Tất cả mọi người đều góp phần hậu vị Chúa cả. Tất cả mọi người được bày tỏ lòng yêu mến Chúa. Nhưng mà những người ở trong ban chấp hành là những người làm gương, là những người đi đầu ở trong những công việc đó. Những người đó họ sẽ xuất sắc ở trong vấn đề đi ra làm chứng đạo, xuất sắc ở trong vấn đề cầu nguyện, xuất sắc ở trong việc học hỏi lời của Chúa, xuất sắc ở trong việc phục vụ anh chị em. Cho nên chúng ta khi bầu, chúng ta không phải bầu một người mà chúng ta nói, ồ người này chưa bao giờ làm thôi, mình bầu bầu cho ông làm họ không có làm thì tới mới có bầu có vô trong đó ổng cũng không làm quý vị. Cho nên à, mất công lắm mình bầu vô một người và cuối cùng họ không có chịu họp ban chấp hành, không có chịu à, đi nhóm họp cộng cầu nguyện, không có chịu đi ra làm chứng đạo không có đi giúp gì cả. Đừng có bầu những người đó. Chúng ta coi thử những người nào có ơn của Chúa, những người nào đang hầu về Chúa, những người nào sốt sắn làm gương để mình có thể Nói theo được thì họ bầu cho những người đó. Chứ đừng có bầu họ vào để cho họ làm. Họ làm rồi thì mình bầu họ vào. <laughs> quý vị hiểu ý tôi muốn nói dạ yeah. cho nên uh, những người nào ở trong ban chấp hành trong ban chấp hành thanh niên uh, ban chấp hành cao niên trung niên đó là những người đi đầu và làm gương cho chị em ở trong sự phục vụ chúa rồi chúng ta thấy chúng ta đã nói về cái động cơ để chúng ta phục vụ chúa là gì không phải vì chúng ta yêu thương người nhưng vì chúng ta yêu thương chúa vì lòng kính yêu chúa mà chúng ta yêu thương người phục vụ người và đối tượng để chúng ta phục vụ lại ai là các thánh đồ. Câu 10 thì nói rằng vì Đức Chúa trời không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ, khi phục vụ các thánh đồ và vẫn còn đang phục vụ nữa. Đức Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta phục vụ anh chị em trong Chúa là chúng ta phục vụ chính Chúa. Matthew đoạn 25 câu 40 nói rằng vua sẽ trả lời rằng Thật ta bảo các con Khi các con làm điều ấy cho một người thấp hèn nhất Trong những anh em này của ta Tức là làm cho ta Và Chúa trong cái ngày mà Chúa đoán xét Chúa phân dê ra cùng chiên Và Chúa nói Với lại dê là Người đã không có cho ta ăn khi ta đói Không cho ta mặc khi ta cần trần truồng Không cho ta uống khi ta khát Mấy người nói Con đâu có thấy Chúa bao giờ bị như vậy đâu chứ nói em, nếu mà ngươi không làm điều đó cho những người điều người thấp nhất ở trong bọn anh em ta thì đã không làm cho ta. Với những người bên hữu thì chú nói rằng à, khi ta đói người đã cho ta ăn, khi ta khát ngươi cho ta uống, khi ta trần truồng ngươi mặc cho ta, khi ta bị tù ngươi thăm viếng ta, mấy người này cũng ngạc nhiên có khi nào con chúng con thấy chú đói à, mà cho ăn đâu hay là có nhu cầu gì mà chúng con đáp ứng đâu. Chú nói rằng khi ngươi làm điều này cho những người thấp hèn nhất trong anh em ta đã làm cho ta. Là làm cho ta khi chúng ta phục vụ anh chị em chúng ta ở trong Chúa là chúng ta làm điều đó cho Chúa có những người mãi mê làm công việc thiện nguyện mà bỏ qua sự tôn thánh danh của Chúa và họ viện dẫn cái câu kinh thánh này để mà bỏ đi cái sự thờ phượng Chúa bỏ đi cái sự lòng sùng kính đối với Chúa và công việc của họ trở nên là Christian humanitarianism Tức là họ chỉ làm công việc thiện nguyện của cơ đốc giáo mà thôi. Mà họ rất là xa Chúa. Họ làm việc lành nhưng mà lòng họ xa cách Chúa lắm. Họ quá bận rộn trong việc làm lành mà không còn có sự tương giao với Chúa. Họ rất bận rộn. Họ thức dậy là họ làm công việc này, làm công việc khác. Họ làm tất cả để hầu vị Chúa mà họ không có thì giờ để mà được gần gũi với Chúa. Ngược lại có những người khác chỉ thích học kinh thánh có buổi học kinh thánh nào là có mặt ngay nhóm họp thờ phượng Chúa nhóm học thông công với anh chị em không có những hành nhưng mà là không có những hành động yêu thương để đáp ứng các nhu cầu tâm linh và thể chất của anh chị em họ biết rất nhiều lời của Chúa nhưng không áp dụng lời của Chúa vào trong các mối lễ mi liên hệ ở trong hội thánh đối với những người này sự tập chú vào Đức Chúa trời và kinh thánh không kết quả trong những hành động yêu thương người nghiên cứu về quyền năng của Chúa thay thế cho sự phục vụ con dân Chúa, cầu nguyện thế chỗ cho sự tích cực thể hiện tình yêu thương. Thưa quý vị, chúng ta cần cả hai. Chúng ta cần cả hai, chúng ta cần học biết về Chúa và chúng ta cũng học biết để bày tỏ tình yêu của Chúa. Chúng ta phải là những người mà được Chúa ghi nhớ công việc và tình yêu thương chúng ta bày tỏ vì danh của Chúa. Học thì phải hành. Đối với Chúa Trời, sự thờ phượng đi đôi với sự phục vụ. Sự tôn vinh danh Chúa đi đôi với sự tiếp trợ cho con cái của Chúa và sự tận hưởng vinh quang của Chúa đi đôi với sự phục vụ các thánh đồ. Mục tiêu của sự phục vụ là để bày tỏ hay là để chứng tỏ cái lòng yêu kính của chúng ta đối với danh của Chúa. Và cái phương thức để thực hiện cái điều đó là phục vụ các thánh đồ. Người yêu mến Chúa thì sẽ phục vụ anh chị em ở trong Chúa. Và đương nhiên như vậy thì yêu mến Chúa thì phục vụ anh chị em trong Chúa nhưng mà ngược lại có những người phục vụ anh chị em trong Chúa mà không yêu mến Chúa có thể có không phải không họ rất là sốt sắng năng nổ trong công việc nhưng mà họ thiếu lòng yêu kính Chúa họ làm nhưng mà nó không có cái mùi thơm họ làm mà nó có mùi khét phải <laughs> không à, à, nhưng mà cái người mà yêu mến Chúa đó thì làm công việc và người ta sẽ thấy được cái vẻ đẹp của chúa qua cái công việc làm của họ họ là những người sẵn sàng và vui vẻ phục vụ khi có người cần đến họ vì họ thích được người ta cần đến mình cần đến sự giúp đỡ của họ nhưng tiếc thay họ rất xa cách chúa và không tôn thờ ngài những người đó tự cho rằng mình là người tốt, có lòng thương người hay giúp đỡ người, nhưng không biết rằng sự phục vụ duy nhất có giá trị đối với Đức Chúa Trời là sự phục vụ xuất phát từ lòng yêu mến Ngài. Và quý vị không nhớ gì hết trong bài giảng này, xin quý vị nhớ câu này. Sự phục vụ duy nhất có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời là sự phục vụ phát xuất từ lòng yêu mến Ngài. Có một người hỏi một người vừa hưu hạ rằng ông làm gì với cái thì giờ của ông bây giờ ông trước này ông đi làm thì ngày 8 tiếng ông tới sở làm bây giờ ông về à, bây giờ ông hưu rồi ông làm gì cho nó hết ngày hết giờ thì ông nói rằng tự, tôi tự cho rằng tôi là một khách đi thăm viếng tôi đến thăm những người ở trong hội thánh và trong cộng đồng những người ở trong bệnh viện hay trong những khu vực dưỡng lão những người sống đơn chiếc hay những người để trò à, những người cần người trò chuyện để mà cầu nguyện với họ và tôi thích thú ở trong công việc đó tại sao ông làm như vậy là vì ông có lòng yêu kính chúa và chúa kể những công việc mà quý vị làm cho anh chị em vì lòng yêu kính chúa là làm cho chính ngài và chúng ta biết được cái động cơ là vì chúng ta yêu kính chúa thứ hai cái đối tượng là anh chị em ở trong chúa và thứ ba cái tác động là được chúa ghi nhớ chúa không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em chúa sẽ không quên hay là chúa sẽ ghi nhớ ngài sẽ không quên công việc quý vị thực hiện vì danh ngài người ta thường nhớ đến một cái một cái công việc gì đó mà người khác làm mà nó đụng đến mình thường thường thì là những cái việc bất công hoặc là những cái việc gây tổn thương thì người ta nhớ phải nhớ rất nhiều lâu họ nhớ những cái việc xấu mà người khác làm cho họ nó có một cái tác động ở trên người đó và cũng vậy khi mà người khác nhận được một cái điều tốt một cái điều tử tế một cái điều thiện lành mà người khác đã làm đã làm ơn cho mình đã giúp đỡ mình thì người đó sẽ nhớ người ta sẽ có một cái tác động và họ sẽ nhớ có những người sẽ quên ơn nhưng mà thường thường người ta nhớ ơn ồ oh, khi mà tôi mới qua mỹ bơ vơ thì có người đã đem tôi về cho tôi được ở và hết sức giúp đỡ nhường cái phòng tốt nhất cho gia đình chúng tôi ở Suốt đời nhớ ơn những người đó phải không, quý vị? Tại vì họ đã Bày tỏ cái tình thương cho mình Thì ở đây cũng vậy Chúa không quên Chúa nhớ Nó có một cái tác động trên Chúa Khi chúng ta vì dân Chúa mà bày tỏ Tình yêu thương cho anh chị em Thì Chúa nhớ Chúa sẽ không quên Nó còn có một cái tác động mạnh Ở nơi Chúa Và Chúa sẽ ghi nhớ cái điều đó Thực sự quý vị Chúng ta làm công việc là vì chúng ta đó là cái bổn phận và cái trách nhiệm của chúng ta thôi phải không một người con một người đầy tớ một đứa con thì cha mẹ biểu làm là mình phải làm thôi mà một đầy tớ sai làm thì mình phải làm thôi mình đâu có trong mong là à mình làm việc đó cha mẹ mình sẽ nhớ ơn mình hay là sẽ ghi nhớ để mà à, nhắc lại hay là ban thưởng mình làm là vì đó là cái công việc mình làm đối nếu Chúa cũng vậy, Chúa bảo chúng ta yêu thương anh chị em, giúp đỡ phục vụ anh chị em thì chúng ta vâng lời là Chúa làm thôi. Nhưng mà lạ thay, cái điều đó có một cái tác động mạnh ở trên Chúa và Chúa nhớ những điều đó. Tại sao như vậy? Lý do là Chúa nhớ đến tình yêu thương của chúng ta. Không phải vì giá trị của sự phục vụ của chúng ta, nhưng là vì giá trị của danh Chúa. Because the worth of his name. Chúng ta làm vì danh của Chúa thì Chúa nhớ. Đó là lý do mà Chúa không bắt công Mà không nhớ đến những công việc Của tình yêu thương của chúng ta Đó là lý do là Chúa rất là công chính Để mà nhớ đến hoạt động yêu thương Mà chúng ta bày tỏ ra vì danh của Ngài Chúa sẽ không quên những việc quý vị làm Cho anh chị em trong danh Chúa Những công việc quý vị làm vì lòng yêu kính Chúa Không phải để bày tỏ Rằng mình là người tốt Người giỏi, người hay Nhưng vì quý vị đầy tình yêu thương của chúa và bày tỏ ra lòng yêu kênh chúa quý vị có bây giờ ghé qua Georgia cha và xem cái rặng núi mà có mấy hình của mấy tổng thống mỹ không thì ở tại cho cha thì có cái rặng núi đó nhưng mà ở tại dakota thì cũng có một rặng núi cũng có những cái hình như vậy một người ở tại bên dakota thấy được ở atlanta có như vậy cho nên ông mới thuyết phục mọi người ở tại làm ở tại Mount rushmore hình của bốn vị tổng thống rất là lớn tạc ở trên đá rất đẹp thì người ta đã có cái hình đó rất là hùng vĩ quý vị ai cũng biết Mount rushmore nhưng mà không ai biết đến cái người mà đã cổ võ và đã đứng ra để mà làm được cái những cái bức uh, tượng tạc như thế này người đó là ông John Robinson ông là một sử gia ở bang South Dakota và ông đã mang cái ý tưởng điêu khắc phi thường và đã điều hành cái dự án để làm điều đó cái tượng đài này thì mọi người biết nhưng mà không ai biết đến ông Don Robinson thưa quý vị đôi khi trong khi chúng ta phục vụ chúa của chúng ta có thể chúng ta cảm thấy mình bị lãng quên hoặc bị che khuất đằng sau hậu trường và không ai biết đến trong khi mọi người học kinh thánh thông công vui vẻ với nhau mình âm thầm làm cà phê làm bánh nấu nướng để cho mọi người sau đó thì ăn trong khi um, mọi người đến đây thì tất cả mọi sự đã chuẩn bị uh, có sẵn hết rồi có âm thanh có ánh sáng có tất cả uh, tốt đẹp để mình vào đây cái mình ngồi mình dự nhưng mà trước khi mà mà nó có được đẹp như thế này á phải có người làm phải không quý vị và cảm ơn chúa có những người đã đến sớm để mà góp phần và chúng tôi rất cần những người đến sớm không phải chỉ để uh, chuẩn bị cho buổi nhóm hình thức uh, bề ngoài À, vật chất mà thôi nhưng chúng ta cần có những người cầu nguyện cho công việc chúa có những người đến sớm để cầu nguyện cho công việc chúa và như vậy thì công việc chúa mới phát triển được mình phải đến mình phải góp phần trong công việc chúa mà quý vị làm điều đó không ai nhớ không ai biết nhưng mà chúa biết nhưng mà chúa biết và chúa sẽ ban phước cho quý vị khi chúng ta nhân danh chúa mà phục vụ lại bị người ta quên lãng hay là quan, quan tâm đến ta chúng ta không có một lời cảm ơn, à, không có sao cả, vì Chúa biết và chưa ghi nhớ, chưa ghi nhớ cái điều đó, điều đó là một cái điều mà nó có một tác động ở trên Chúa và Chúa nói là Ngài sẽ không có quên. Khi người ta hầu về Chúa, khi quý vị hầu về Chúa, quý vị có bao giờ cảm thấy bị người khác phê bình không? Quý vị có cảm thấy bị quên lãng không? Có vị cảm thấy bị người ta phủ ơn mình không? Hy vọng rằng không. Nhưng mà dẫu cho khi quý vị hầu về Chúa mà bị người ta hiểu lầm, bị người khác ganh tị, bị họ mạ lị, bị họ vu khống, bị nói xấu, bị khinh khi, bị người ta làm tổn thương. Và có khi vì danh Chúa, vì hầu về Chúa mà bị tù đầy, thương tích hoặc cả mất mạng. Đừng có lo Vì Chúa biết Và Kinh Thánh nói rằng Ngài không quên Ngài không quên Chúa nhớ Những người yêu mến Chúa Thì thấy Sự hội vị Chúa Dầu bị mất mát, lỗ lã Dầu bị người ta đối xử bất công Nhưng Không thành vấn đề Vì họ biết chắc rằng Chúa là đấng ghi nhớ và ngài không những ghi nhớ mà ngài còn ban thưởng nữa và chúa khích lệ để chúng ta hầu về chúa đây không phải là cái động cơ để chúng ta hầu về chúa nhưng mà đây là cái sự khích lệ mà chúa ban cho chúng ta cái động cơ để chúng ta hầu về chúa là gì quý vị vì lòng yêu mến chúa vì chúng ta yêu mến chúa cho nên chúng ta hầu về chúa nhưng mà chúa khích lệ chúng ta để chúng ta hầu về chúa qua việc chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta kinh thánh nói rằng chúa không phải là bất công mà quên, chúa không có quên đâu quý vị, chúa sẽ ban thưởng. Chúa ra đấng rất là công bằng, Chúa sẽ nhớ những việc quý vị làm và Chúa nhớ để làm gì quý vị? Chúa nhớ trong sự công chính để mà Chúa ban thưởng cho quý vị khi Đức Chúa Giêsu Christ ta làm. Chúa nhớ cho nên Chúa sẽ ban thưởng. Có lẽ quý vị chưa nhận được cái phần thưởng trong đời này. Mà nếu quý vị muốn cái phần thưởng đời này thì quý vị sẽ mất cái phần thưởng đời sau. Cho nên đừng có mong cái phần thưởng đời này mình làm là để được Chúa ban thưởng chứ không phải để được người khác ban thưởng. Để được Chúa khen thưởng chứ không phải để được người khác khen thưởng. Và Chúa nói là Chúa đến mau chóng để Ngài đem phần thưởng theo với Ngài để báo cho trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Cho nên chúng ta cứ sốt sắng làm công việc Chúa, Chúa sẽ ghi nhớ và Ngài sẽ ban thưởng ở trong Thế vận hội 1976 ở tại Montreal, có một cái cuộc tranh tài uh, giữa đội người Nga và đội người Nhật và một người uh, thể dục vận động viên thể dục uh, người Nhật tên là San Fujimoto hy vọng tôi đọc tên của ông đúng À, và ông tranh tài và ông là người phải dẫn đầu cho cái đội của người nhật và trong khi mà ông làm cái gọi là floor exercise đó ông nhảy làm sao ông nhảy thì điểm rất là khá nhưng mà ông bị chặt cái chân cái chân của ông không phải chặt mà nó khi mà ông đáp xuống nó thế nào đó làm gãy cái đầu gối cái xương đầu gối của ông gãy như vậy và ông cố gắng cười tại vì ông không muốn ai biết là ông bị như vậy ông cố gắng giơ tay lên như thầy cười rồi không có nói cho bạn hữu mình biết trong những người trong đồng đội bị mình biết cái tình trạng của mình rồi cái đến là ông phải làm cái um, uh, xoay vằng ở trên cái gọi là pomino horse gì đó thứ không đọc cái đúng không nhưng mà xoay như thế rồi ông làm xong rồi cũng được bây giờ uh, đội của ông thì uh, cần một cái số điểm là 9.70 mấy đó để mà được giải nhất. Ông thì cái chân đã bị gãy nơi cái đầu gối. Và ông ông không có nhảy lên được, phải có người giúp nâng ông lên, đưa ông lên để ông có thể nắm được cái đó. Và đây là cái bộ môn mà ông giỏi nhất, cho nên ông à, xoay vần nhảy gì đó cuối cùng á thì tới cái lúc mà phải gọi là dismount tức là phải nhảy xuống và nhảy xuống phải đứng đáp xuống và không có được bước đi đâu phải đứng đúng vậy và giơ tay lên thế này là nói là mình đã xong thì bây giờ đến lúc mà ông phải dismount ông đã lộn vòng và cuối cùng ông đã đáp xuống thì vừa đáp xuống giơ cái tay lên là ông cong cái chân lên rồi và 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 cái người phải khiêng ông vào người ta hỏi ông là cái đó nó có đáng cái giá ông phải trả không Ông nói để mà đội quân đội uh, của Nhật thắng được thì ông thấy cái giá đó quá nhỏ. Ông nói là khi mà ông cái chân ông vừa đụng đất một cái là một cái cơn đau kinh khiếp nó xuyên qua cái người của ông. Nhưng mà ông chịu đựng mà ông cười giữa tay lên để mà đắc thắng. Thì quý vị, chúng ta hầu vì Chúa vì lòng yêu kính Chúa. Dầu chúng ta phải trả giá rất lớn Tốn thì giờ, tốn công sức Tốn tiền bạc Bị người ta chê bai Nhưng vì Chúng ta yêu mến Chúa Và Chúa hứa rằng khi chúng ta hết lòng phục vụ Chúa Phục vụ anh chị em Thì Chúa sẽ ban thường Có những hành động Được Chúa ghi nhớ và ban thường Những hành động đó là gì Chúng ta Cầu nguyện cho anh chị em vì lòng yêu kính Chúa. Chúng ta chăm sóc người bệnh vì lòng yêu kính Chúa. Chúng ta giúp đỡ tài chánh cho người thiếu thốn vì lòng yêu mến Chúa. Chúng ta sửa sang nhà cửa cho những người già yếu vì lòng yêu kính Chúa. Chúng ta dạy kèm cho các học sinh thiếu điều kiện vì lòng yêu kính Chúa. Chúng ta dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho ba mẹ vì lòng yêu kính Chúa. Chúng ta giúp để mà cắt cỏ, để chăm sóc cây, để cho bà đỡ mệt đó là lòng yêu vì lòng yêu mến Chúa. Chúng ta chăm chỉ học hành vì lòng yêu mến Chúa. Chúng ta siêng năng làm việc cho chủ vì lòng yêu mến Chúa. Chúng ta đưa đón những người thiếu phương tiện di chuyển để họ có thể đến nhóm họp thờ phượng Chúa, học kinh thánh cầu nguyện vì lòng yêu mến Chúa. Đó là phục vụ Chúa. Chúng ta thăm viếng những người đau ốm hoặc cô đơn để cầu nguyện với họ, đọc kinh thánh cho họ vì lòng yêu kính Chúa. Chúng ta góp phần hướng dẫn thờ phượng Uh, vì lòng yêu mến Chúa chúng ta đảm trách âm thanh ấm tháng kỹ thuật cho buổi thờ phượng vì lòng yêu kính Chúa chúng ta trang hoàng và dọn dẹp nhà thờ cho các buổi lễ vì lòng yêu kính Chúa chúng ta nấu nướng đãi đằng những người đến dự lễ vì lòng yêu kính Chúa nói chung vì yêu kính Chúa mà chúng ta quan tâm đến anh chị em chúng ta và phục hậu một cách thực tiễn thì sẽ được Chúa ghi nhớ và ban thưởng vì chúng ta biết rằng những sự phục vụ Chúa xuất phát từ lòng yêu kính Chúa thì mới đáng kể ở trước mặt Chúa và Chúa sẽ ban thưởng. Chúa nói rất rõ ở trong Timothy nhì đoạn 4 câu 7 câu 8. Ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng và đã hoàn tất cuộc chạy đua và đã giữ được đức tin. Từ nay Mão Triều Thiên công chính đã dành sẵn cho ta. Chúa là thẩm phán công minh sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó không chỉ cho ta mà cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện ra của Ngài. Thưa quý vị, sự cứu rỗi là quà tặng Chúa ban cho chúng ta, chúng ta không có thể làm được bất cứ điều gì để mà có được sự cứu rỗi, để mà có được sự sống đời đời, đó là món quà mà Chúa ban cho chúng ta và chúng ta giơ tay đức tin ra đón nhận với lòng biết ơn Chúa. Nhưng công việc chúng ta làm cho Chúa vì lòng yêu mến Chúa sẽ được Chúa ban thưởng chúa sẽ ban cho quý vị mão miệng vinh quang khi ngài đến chúa sẽ ban cho quý vị mão miệng vinh quang khi quý vị yêu mến chúa mà làm công việc ngài cho nên hãy sốt sắng làm công việc chúa quý vị có muốn được thưởng không quý vị có muốn được thưởng không khi lên thiên đàng nhiều người sẽ được thưởng quý vị có nhận được phần thưởng không quý vị lúc đó sẽ rất buồn nếu mình không được phần thưởng chúa phải lau ráo nước mắt của quý vị tại vì ai nấy được thưởng mà quý vị tiếc quá hồi đó mình còn sống mình không có chịu vì lòng yêu mến chúa mà cầu nguyện cho anh chị em vì lòng yêu mến chúa mà thăm viếng anh chị em vì lòng yêu mến chúa mà hết lòng phục vụ trong những công tác truyền giảng trong những công tác chứng đạo rồi lúc đó mình sẽ buồn mà đã qua rồi không còn cơ hội nữa bây giờ là cơ hội mà quý vị có khi quý vị còn ở trên đất này để mà có thể có phần hộ chúng ta mong muốn chúa cho hội thánh chúa tại nam florida là một nơi mà các thánh đồ phục vụ lẫn nhau chăm sóc lẫn nhau giúp đỡ cho nhau khích lệ nhau nhẫn nại với nhau và gây dựng cho nhau chúng ta ước cao được trở nên một hội thánh mà chúa được tôn cao mọi sự đều tập chú vào chúa tất cả là vì chúa một hội thánh mà mọi sự đều được thực hiện vì lòng yêu kính chúa chúng ta cầu xin chúa cho những người lãnh đạo trong hội thánh sẽ làm gương cho các con cái chúa để bày tỏ lòng yêu thương danh chúa bằng cách phục vụ chúa trong các thánh đồ khi các con cái của chúa phục vụ nhau và tiếp tục phục vụ nhau dầu là công việc rất là nhỏ bé trong một cách mà không ai biết đến nhưng đức chúa trời không bao giờ quên và ngài sẽ ban thưởng mỗi lời nói khích lệ của quý vị mỗi cú điện thoại mỗi cuộc thăm viếng mỗi buổi chuyện trò mỗi sự nhường nhịn mỗi hành động tử tế mỗi sự phục vụ vì lòng yêu mến danh chúa đều sẽ được chúa thấy và ngài ghi nhớ và ngài sẽ ban thưởng và chúa sẽ không quên trong suốt cõi đời đời hãy bày tỏ lòng yêu kính chúa bằng cách phục vụ nhau hãy đảm trách trách nhiệm trong hội thánh vì lòng yêu mến chúa hãy chu toàn các chức vụ Quý vị nhận được từ nơi Chúa để bày tỏ lòng yêu kính Chúa. Chúng ta hãy hết lòng, hết trí, hết lý trí con, hết linh hồn, hết sức mà yêu mến Chúa và vì sự tôn vinh kính danh Chúa mà phục vụ nhau. Lần nữa, Chúa sẽ không bao giờ quên và Ngài sẽ ban thưởng cho quý vị sự công chính của Chúa đảm bảo, chắc chắn điều đó. Xin ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lời Đức Chúa Trời toàn năng là cha của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn cha đã ban cho chúng con cứu Chúa Giêsu Christ. Sự cứu rỗi của Ngài ban cho chúng con một cách nhân không. Tình yêu thương của cha đã được bày tỏ cho chúng con. Và Chúa ơi, chúng con làm sao có được tình yêu thương đó? Chúng con biết rằng chỉ khi nào chúng con tin tưởng tình thương của cha, tiếp nhận tình thương của cha và tận hưởng tình thương của cha thì chúng con mới có tình yêu thương của Cha ở trong chúng con để chúng con có thể sáng sẻ tình thương đó qua hành động phục vụ anh chị em. Chúng con cầu xin Cha ngày giúp đỡ cho chúng con mỗi người ở tại đây kinh nghiệm được tình yêu thương của Cha để rồi chúng con có thể phản ánh được tình yêu thương đó lên cho Cha và đến với người khác. Chúng con tạ ơn Cha. Những ai chưa kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, lòng chưa được tràn ngập với tình yêu của Ngài. Cha ơi xin Chúa Ngài thương xót và đánh động lòng của anh chị em chúng con sáng hôm nay để cho họ có lòng khao khát. Khao khát được hưởng tình yêu thương của cha để rồi có thể hành động trong tình yêu thương của cha. Chúng con tạ ơn cha. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.